Thần đồng tuyển Anh và cuộc sống mới ở Real Madrid. Jude Bellingham đã nhắc đến Lucas Vázquez và Brahim Diaz giúp anh học tiếng Tây Ban Nha sau khi cầu thủ người Anh hoàn thành bản hợp đồng chuyển nhượng lớn để chuyển đến Real Madrid từ Borussia Dortmund. Tiền vệ Bellingham đang nỗ lực tập trung vào việc thích nghi với môi trường mới của mình sau khi chia tay đội bóng nước Đức. Thần đồng người Anh đang thể hiện sự cố gắng trong việc học tiếng Tây Ban Nha để sớm thích nghi với môi trường mới và các mối quan hệ cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường. Bellingham nói với Madridra với sự cảm kích về các đồng đội mới, Lucas Vázquez và Brahim Diaz là những người tích cực dạy tiếng Tây Ban Nha cho tôi nhiều nhất. Mọi người đều vui vẻ khi hướng dẫn cho tôi về những từ ngữ mới, cả tiếng lóng. Có lúc tôi cũng hơi khó chịu với một số từ tục tĩu, có lẽ do độ tuổi của tôi chưa nên biết nhiều, nhưng tôi vẫn chịu đựng trong sự thoải mái. Bellingham đầu quân cho Real Madrid với tư cách là một trong những tài năng ở tuyến giữa hàng đầu trên thế giới. Cầu thủ này đã tỏa sáng tại Borussia Dortmund. Mặc dù mới chỉ 20 tuổi, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng cho Los Blancos trong mùa tới khi được đền kèn trắng móc hầu bao kỷ lục để chiêu mộ. Xét về việc Luka Modric và Toni Kroos đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp của họ, Bellingham, cùng với Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga sẽ trở thành ba trụ cột tiền vệ mới tại Madrid trong tương lai gần. Đáng tiếc, khi cầu thủ người Anh gia nhập Real thì huyền thoại Carlo Ancelotti có thể sẽ không tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa giải đầu tiên của Jude Bellingham. Ông là một nhà cầm quân được tôn trọng rất cao trên đấu trường châu Âu và rất nhiều tin đồn cho biết ông sắp sửa nắm tuyển Brazil. Ancelotti đã từng dẫn dắt AC Milan và Bayern Munich. Xét về danh tiếng của ông, Bellingham rất mong muốn được thi đấu dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Ý. Anh đã nói về điều đó trên trang web của Los Blancos. Ancelotti là một huấn luyện viên đặc biệt. Những thành tích và danh hiệu ông đã đạt được nói lên tất cả. Bất kỳ huấn luyện viên và cầu thủ bóng đá nào cũng sẽ nói về tầm quan trọng của Ancelotti. Những lời ông ấy nói về tôi thật đặc biệt và ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi rất mong chờ được thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông và đặt hết tâm huyết vào đội bóng. Jude Bellingham dự kiến là một cầu thủ quan trọng của Los Blancos trong mùa giải sắp tới và Ancelotti đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp ngôi sao trẻ này thích nghi với câu lạc bộ. Xét về thành tích huấn luyện viên người Ý trong việc nâng đỡ các tài năng trẻ, Bellingham sẽ có một thời gian thành công tại thủ đô Tây Ban Nha. Real Madrid sẽ chơi 4 trận trong chuyến du đấu ở Mỹ, bắt đầu bằng trận gặp AC Milan vào ngày 23 tháng 7. Họ cũng sẽ đối đầu Manchester United, Barcelona và Juventus. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Bellingham có thể giới thiệu tên tuổi của mình trước giới truyền thông một cách tích cực.